Đó thì cũng đúng. Có con á, tự nhiên hai vợ chồng mất cái thời gian cho nhau, riêng tư với nhau. Nhưng mà ngược lại thì cái hạnh phúc của con nó hơn những cái tất cả những gì. Bây giờ hai vợ chồng luôn luôn là chỉ có nghĩ tới con thôi. Cuộc sống của hai đứa là coi như là dẹp qua một bên. Con là trung tâm của vũ trụ. Con là trung tâm của vũ trụ. Hồi nãy tới giờ thì chúng ta cũng đã khai thác được rất là nhiều câu chuyện đến từ anh Đức An rồi. Bây giờ sẽ làm một gần như gọi là món quà mà chương trình muốn dành tặng cho anh. Xin mời anh hãy nhìn lên màn hình ạ. Mọi người nói là em sẽ làm món quà cho anh hôm nay. Cho nên là khi em nói cái gì đó thì dụ dỗ chồng, mày cũng không biết nói cái gì giờ. I love you honey. Chào quý vị khán giả, tôi Nguyễn Đức An. Tôi giờ về hưu rồi, yeah. Ở nhà trông con rồi. Oh, tuyệt đấy, bé nhà bao nhiêu tuổi rồi? Cháu hơn 3 tuổi. Hơn 3 tuổi, đúng không? Bé trai hay bé gái anh? Bé gái. Nó... gái cưng lắm. Quấn ba nữa. Trời ơi. Tối ngày là nó chứ quấn. Quấn. Vào mình đi đâu một cái là nó chứ hỏi là ba đi đâu đó. Đấy. Lúc nào nó cũng phải bám, lúc nào nó cũng phải thấy mình. Cái lúc á mà anh biết tin là vợ mình có bầu, cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào? Tôi cũng rất là mong có con. Tôi nhớ là cái ngày mà đi mua cái ống que để mà thử đó. Tôi đi ra tiệm thuốc, tôi mua đâu cả chục que đó. Về thử cho bằng được. Thử lần nhất không được thì thử lần hai. Chỉ cần một cái thôi ông ơi. Nhưng mà chắc ăn. Phát hiện là có hai gạch thì hai vợ chồng mừng lắm nhất, nhưng mà vừa lo vừa sợ, cũng vui cũng có lo là làm sao mà trông con cho tốt, dạy con bằng cách nào. Vui là vì giờ là mình có một cái gia đình, có vợ có con và mình nhìn tới tương lai của mình, thấy như vậy là đã thấy hạnh phúc rồi. Đây là cháu đầu tiên của anh. Cháu đầu tiên với Thảo, nghe tin rất mừng lắm. Trước đó thì tôi cũng có hai đứa bé, yeah. Hai gái, mà bây giờ hiện giờ nó đang sống ở bên Mỹ. Yeah. Trong cái quá trình mà là chăm sóc vợ á, anh có gặp khó khăn gì không? Chị có ốm nghén hay là tính tình chị có thay đổi gì không mà? Cũng có một phần, không có bị nghén hay là bị thèm cái gì đó, họ lại nhõng nhẽo gì cả. Tôi nghĩ là người chồng phải hiểu là những cái vô lý của một người phụ nữ khi mang thai. Khi mà có một sinh linh khác ở trong cơ thể mình, bây giờ nó quyết định là mình ăn cái gì hay là mình không ăn cái gì. Chính bé quyết định chứ đâu phải người vợ. Ăn vô không thích là ói ra. Một cái sinh linh mà chưa biết nói, chưa biết gì, nhưng mà nó đã tỏ ra cái ý muốn. Và người mẹ thương con là phải chiều con thế đó. Lúc mà mang thai thì Thảo lại đi quay phim. Đang trong cái giữa đoạn quay phim cho nên rất là bận. Cái thời gian đó thì tôi cũng đi với Thảo suốt, đưa Thảo đi thăm phim. Ồ, giống như là trợ lý luôn. Gần giống như là, có lẽ là gần giống như là chăm con bây giờ. Phải lo cho ăn uống cái gì, rồi sao cho dinh dưỡng đầy đủ. Có một cái món ăn nào đó mà là chị đặc biệt thích không? Thảo thì luôn luôn thích mắm. Tôi thì tôi hạn chế cho ăn mắm, thì vì ăn mặn quá thì mang thai mang bầu những cái đó không có tốt cho dinh dưỡng cho con. Thì tôi cho ăn những rau nhiều này, chất đạm nhiều, nguyên chất có xơ nhiều, tốt cho người phụ nữ, và trái cây nhiều. Thảo trong thời gian mang thai rất là khỏe, còn lên cân được nhiều, rất là nhiều nữa. Bác sĩ lúc đó bác sĩ nói là phải chậm mọi thứ lại, tại vì nếu mà chứ 1 ký lên cân á, yeah, thì rất là khó để mà xuống. Chị nhà anh Đức Huy cũng vậy đó, thương chồng lắm, không ghen gì trơ trọi luôn. Cái những cái ngày mà về sau này đó, sắp sửa sinh á, Thảo rất là nặng nề, cảm thấy nặng nề, khó chịu, mệt mỏi, rồi đau lưng, rồi than phiền suốt tối ngày. Tôi rất là mong muốn là Thảo sanh sớm, và Thảo cũng vậy, nói khi nào nói với chịu ra, khi nào nói với chịu ra. Tôi nghĩ là những người phụ nữ khi mà mang bầu đó thì hay suy nghĩ nhiều lắm. Một trong những cái mà quan tâm là bị lên cân. Có không anh? Có. Lên cân nhiều đó. Và sợ xấu.
xấu thì sợ là chồng bớt thương. Vậy thì là trong cái quá trình mà là sinh nở á, là chị xin phải gọi là thuận lợi không anh? Thảo đau bụng thì đi tới nhà thương, bác sĩ lại cho đi về, nói là chưa đủ. Rồi về một đêm rồi ngủ xong rồi lại đau nữa, rồi lại vô nhà thương nữa. Thì lần này thì bác sĩ cho sinh. Mà hành trình khoảng 8 tiếng, Thảo sinh cũng dễ. 2 giờ chiều là bé chào đời. Mẹ tròn con vuông. Mẹ tròn con vuông. Hạnh phúc. Chăm vợ là một chuyện rồi, còn chăm con là như thế nào anh? Chăm con cái thời ban đầu đó, lúc mà mới sinh còn bé đó, rất là khó. Cái lúc đầu thì Thảo phải chịu trách nhiệm hết, là chăm con, cho nó ăn, chăm sóc đầy đủ. Tại vì con nít mà nó khóc, khóc không cần lý do. Nó đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia mà miệng nó lớn lắm. Tôi nghĩ là đàn ông rất là khó chịu những tiếng khóc rất là lớn. Tôi nghe những cái đó chịu không nổi. Nhưng mà mẹ nó chịu nổi. Tôi dần dần lớn lên á, thì tôi với thế vai trò đó, cho nó ăn uống, cho nó tắm rửa, cho nó chơi. Thì Thảo bây giờ tương đối là coi như là rất là khỏe, không có cần phải chăm con nhiều. Lâu lâu nó nhớ thì nó đến thấy mẹ, mẹ thương đó. Thì vậy thôi. Còn đi đâu giờ cũng là ba. Tên cháu là gì ạ? Ở nhà gọi là bồ câu. Bồ câu, tôi thích cái bồ câu lắm. Tại vì nó tượng trưng cho một cái gì rất là bình an, hòa bình mà. Em thì em cũng thích như vậy. Cái tên rất là hay. Bồ câu muốn cái này, bồ câu muốn cái kia. Cái gì cũng một hai chữ bồ câu. Tôi nghĩ là ai mà tên bồ câu đều đẹp hết. Dạ đúng, em thấy đẹp mà. Nhưng mà giữ thì chắc có giữ đấy. Từ cháu ở nhà nó rất là giữ. Ngày xưa lúc mà có bầu thì Thảo đi đóng phim. Thì bây giờ bé đó, có lẽ là đóng phim rất là giỏi. Ở nhà đóng phim rất là giỏi. Giỏi đến độ mà vợ anh phải nói là anh đừng có tin á. Anh đừng có nghe nó đang dụ anh đó. Nó đang có năng khiếu. Ôn lắm. Nó có năng khiếu từ lúc nhỏ, anh nói đúng. Vâng. Hầu như là tất cả mọi thứ là lúc đó là anh thầu luôn. Bây giờ là coi như là tôi thầu 80% rồi. Còn lúc mà nó chỉ muốn mẹ nó là khi mà lên giường ngủ. Đó là lúc đó là nhớ mẹ, là ôm mẹ rồi nằm ngủ trong, bắt buộc là phải nằm ngủ trong tay mẹ. Thương ba đến đâu thương, không thèm lúc đó. Mà nhiều khi tôi ban đêm muốn ôm nó ngủ, thèm lắm, ôm nó ngủ không, nó đẩy ra, nó luôn luôn là tới mẹ ôm mẹ. Có bao giờ là anh thử ôm mẹ rồi để cho ráng sao mà ôm luôn được cho hai mẹ con không? Không biết bé của anh sao, chứ tự dụ như là mẹ là của nó, mà ba cũng là của nó. Nhưng mà ba mẹ mà cầm tay á, thân mật với nhau là không được. Ủa, gì kỳ vậy? Là sao? Đấy. Tức là nó ích kỷ theo nó. Con tôi nó nói là mẹ của Mimi mà. Đúng. Ba của Mimi mà. Nhưng mà ba đụng đến mẹ thì là nó là chỉ một triết lý thôi. Mẹ của Mimi mà. Không ai đụng đến. Ồ, vậy là giống như là tự nhiên cái mình bị ghen ngược hả anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Xác định ranh giới rõ ràng. Nó đóng kịch rất là giỏi nữa đó. Nói như vậy nhưng mà nó lại dụ mình. Nó hỏi là ba có muốn cầm tay mẹ không? Mẹ có muốn cầm tay ba không? Nó không. Nó nói ba cầm muốn đi. Cầm tay mẹ dụ mình vừa rồi. Cầm một cái là nó hét. Nó hét. Nó chơi tâm lý ngược á. Nó chơi tâm lý ngược. Nó đóng rất là giỏi. Sao đau tim. Như là mỗi ngày là sẽ có một cái câu chuyện, mà câu chuyện không phải là đến từ hai vợ chồng, mà là đến từ đứa con. Còn nít nó lớn không phải mỗi ngày nữa, mà nó mỗi giờ. Nó ngủ dậy là hoàn toàn khác nhau. Có một cái mẫu số chung nào đó trong cái vấn đề là mình dạy con không? Con trai dạy kiểu khác, con gái dạy kiểu khác. Con trai con gái không thành vấn đề, tại vì mỗi cá thể là một cái thế giới riêng. Nhiều khi con trai nhưng mà nó lại không thích bạo động thì nó có vẻ như là con gái, hoặc là con gái nhưng mà nó rất là mạnh mẽ, đúng không? Con gái của em đó là rất thích chơi những đồ mà của con trai. À đấy. Xe nè, xe tăng, không chơi rồi không chơi búp bê. Đó là rất cá tính. Trai à, lúc đó thì anh nghĩ là mình phải tùy cái đối tượng mà mình đối xử, chứ bây giờ mà mình là mang ký niệm không, mày là con trai là dạy là không được rồi. Em thấy nó rất là cá tính quá, cho nên em là phải rèn luyện cho nó thành là giống như là con trai luôn. Đúng, bây giờ giỏi cái gì đó, ví dụ như là bên Mỹ đó, nhiều người viết tay trái lắm, nhưng mà nếu mà gặp bố mẹ Việt Nam, không được, mày phải viết tay phải cho tao. Tại vì sao? Tại vì ai cũng viết tay phải cả. Ai là ai? Thì đó mày thấy ai là ai, tất cả mọi người với ai. Lúc đầu thì bé nó cũng viết tay trái đó anh. Nó tự động, về sau nó lại đổi tay phải. Nó tự động.
Thường thường á, ở trong gia đình á, luôn luôn có người đóng giác. Người này la là cũng chạy một người kia rồi. Như là la con kìa. Vậy thì là trong nhà là ai đóng vai ác, ai đóng vai hiền anh? Nhà tôi là phải thay đổi. Thì dù có chuyện gì đó là tôi bực á, là tôi la nó, thì tôi là ác, mẹ là vai là đến đây mẹ thương. Nhưng ngược lại khi mà mẹ la đó, thì ba ôm mới thương. Ôi, khó lắm. Mình phải thay đổi chứ không thể nào để một đứa trẻ nó nghĩ xấu về một người nào được. Tôi đó thì tôi xin chia sẻ đó là tôi không cho phép con tôi đoán được tôi. Tức là nhiều khi tôi rất dễ thương, tôi hiền là, nhưng mà đột nhiên cái là tôi bắt úp mặt vào tường, nó không biết, nó không đoán được. Chứ còn nếu mà khi nó đoán được mình, nó bắt bài. Ôi, nó bắt bài thôi, thua. Tôi thấy sách vở là cái tốt mà để mình học. Nhưng mà có lẽ là khi mà nuôi con á, mỗi đứa trẻ nó một khác nhau. Mà mình phải đi theo nó và rèn luyện và nắn từng cái một. Và sách vở lúc đó là không còn áp dụng được nữa. Nuôi con nó rất là khó, phải không anh? Tùy cơ ứng biến. Thì tôi thích cái câu mà người ta bảo là hãy trôi với dòng sông. Tôi đó, tôi thích chụp ảnh lắm. Nhất là chụp ảnh con nít. Thế nhưng mà nó cũng giống như là nói chuyện với con nít. Nếu muốn chụp cho nó đẹp á, là mình phải ngang cái tầm nhìn của nó. Lúc đó mình phải lại ngồi xuống nói chuyện với bé, để mà bé mắt ngang mình. Cũng như mình chụp thì mình thấp xuống cái, thì nó có những ảnh đẹp. Còn nếu bây giờ mình lấy cái uy của mình, người đứng trên mà chụp xuống, thì nó luôn luôn có một cái khoảng cách. Hỏi tại sao lại không quấn ba mà chỉ quấn với mẹ? Tại vì ba nghiêm quá, ba khó lại gần quá. Thế thì bây giờ chúng ta phải sống dễ một tí để mà cho con nít đừng có sợ. Nhất là mấy người lớn tuổi đó. Ôi rồi lại ông lại bạn rồi, khó lắm, cấm tù luôn không được. Như câu nói đúng là phải làm bạn đó đấy. Phải làm bạn của nó. Người ta đã từng áp dụng cái phương pháp đó rất là thành công rồi. Nói ra nhưng mà lại em thấy đa phần luôn á, là các ông bố bà mẹ ở thời điểm hiện tại 70% luôn là đều phản bác là nếu như mà là chiều nó như vậy thì là nó sẽ hư. Tại vì là mình đang ở trên cái trách nhiệm là ông bố và bà mẹ, là mình phải chỉ cho nó cái nào là đúng, cái nào là sai, và nó không được cãi mình. Ông bố bà mẹ nào trên thế giới này dám nói là lúc nào tôi cũng đúng? Xin trả lời tôi đi. Còn nếu mà quý vị bảo là ô tôi đúng thì quý vị đang lừa quý vị. Quý vị biết là mình rất nhiều sai lầm, rất nhiều yếu kém. Thế thì bây giờ phải dạy cho con mình biết là yếu kém và sai lầm là một phần của cái sự mà lớn lên. Chúng ta học ở đó. Anh thấy bản thân mình nhận sai rất là hiếm. Khó lắm mà. Em thấy giống như là người ta rất là sợ sai. Thậm chí là đôi lúc người ta để cái tôi của mình lớn lên á, nó khiến người ta tôi đúng nhưng mà là tôi không bao giờ sai. Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới một cái phần mà em nghĩ rằng anh sẽ ngại lắm khi mà anh nói. Phải gọi là nói xấu vợ mình, là vợ tôi vô số tội. Chị nhà có đôi lúc mà có cái tính cách gì mà là khiến anh phải gọi là tại sao bà lại như vậy? Mỗi lần mà Thảo xấu tính hay là xấu gì đó, có cái tật không hay, không tốt hay gì đó, em phải nghĩ lại, em nhìn lại em. Mình còn xấu gấp 10 lần. Bây giờ mình xấu như vậy thì làm sao mà mình có thể chỉ trách vợ mình được? Sao mà mình có thể chỉ trách vợ mình được? Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì trả lời bạn đó, phụ nữ đó, đa số đó là có một cái tật xấu. Cam ràm. Nhưng mà cái tật xấu của quý vị là gì? Không nói, nhưng mà quý vị bắt nghĩ là ông chồng phải hiểu cái điều mình đang suy nghĩ. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì hết á. Tôi biết là có chuyện gì là mới nói. Tôi nói không có chuyện gì mà hỏi dấu dẫn. Thế tức là mình biết là có rồi. Nhưng mà làm ơn có gì làm ơn nói tôi biết đi. Không, ông là người thông minh mà. Ông thông minh ông mới lấy tôi mà. Thì bây giờ ông phải đoán đây là tôi đang nghĩ gì chứ. Có bao giờ chị vậy không anh? Có bao giờ chị vậy không? Không, gia đình anh thì lại ngược lại. Gia đình em ngược lại anh. Thế à? Em là người luôn luôn phải nói bóng nói gió, chuyên môn nói bóng nói gió. Nhưng mà Thảo lại không hiểu. Thì Thảo là người miền Tây, tôi có gốc Bắc trong đó. Thì Thảo lại không hiểu. Thì tôi, Thảo lại phải hỏi. Anh muốn nói gì thì anh nói thẳng đi. Nhưng mà tôi nghĩ là các bà vợ hay gọi là trong một giây phút nào đó hay xem chúng ta nhiều khi là cậu em trai hoặc là như là thế là vai dưới đó. Nói đùa nhá, chắc là bạn cũng hồi xưa cũng phải là cao thủ đấy. Nhưng mà bây giờ lấy Thảo thì cao thủ chỉ là thằng cu của Thảo. Cao thủ chỉ là thằng cu của Thảo. Cao thủ chỉ là thằng cu của Thảo. Ô hay, trời ơi. Câu này bén quá trời anh ơi. Không ngờ là anh nghĩ cái câu này luôn á.
giờ là tới lúc là mình thật lòng với bản thân. Anh có thấy đôi lúc là mình có những cái tính cách hoặc là những cái hành xử gì đó mà là mình cần thiết phải thay đổi khi mà mình nhìn lại hay không? Nếu mà mình nhìn lại á thì mình thấy mình sai rất là nhiều và mình hối hận nhiều điều lắm. Tôi thì cũng khóa đi nhậu, đàn ông thường thường ai chẳng thích đi nhậu. Rồi bây giờ là anh có đi nhậu nhiều không? Có một cái việc quan trọng hơn là ở nhà chăm con. À. Nó khác mà. Con chỉ cần bấm một cái là Daddy đang ở đâu là về ngay đúng không ạ? Daddy đang ở đâu là về ngay đúng không ạ? Đàn ông nhiều khi nóng tính phải không anh? Mình nói nhiều câu có lẽ là cũng nặng lời. Mình cảm thấy là không có gì nhưng mà phụ nữ nhạy cảm hơn. Thì sau đó thì mình cũng cảm thấy là có lỗi và mình nhắc nhở mình cố gắng lần sau. Nhớ là vợ mình rất là nhẹ nhàng, không thích những cái từ đó hoặc là không thích cái nặng lời như vậy. Thì mình phải thay đổi, nhưng mà một lần thì không có thể nào mà thay đổi hết. Tôi phải học. Phải học. Tôi có thể kể cho các bạn nghe một cái mà tôi mới học mà rất thích thú. Mỗi lần mà mình bực tức ai đó thì sách hay nói là nếu mà gặp cái người nhỏ hơn mình á thì mình đếm cho đến 5 trước khi trả lời. Tại vì nếu mà mình không đếm, mình bọc ra cái nhiều khi nó lấy lại không được. Còn nếu mà gặp người ngang hàng mình á thì mình đếm đến 10. Gặp thằng mà bự con hơn mình á, mình đến 20. Còn mà gặp á, vợ mình á thì cứ đếm đừng nói. Còn nếu mà gặp chồng mình á thì cứ nói, khỏi cần đếm. Vợ là trên hết, để vợ lên đầu là trường sinh bất tử các anh à. Cái nhiên, nhiên vợ là số 1. Ông bà ngày xưa nói đúng, vợ vui thì là nhà cửa vui. Vợ buồn thì sao? Vợ buồn thì nhà cửa tan nát đấy. Con nó bị ảnh hưởng. Dạ. Con nít nó học được tất cả từ mình, gia đình hạnh phúc. Nó thấy gia đình hạnh phúc, lúc nào nó cũng vui, lúc nào nó cũng cười. Ở nhà bé của em hay lắm, thức 2-3 giờ sáng. Luôn luôn nó là người cuối cùng đi ngủ. Nó cằn. Trời ơi. Và luôn luôn nó là người thức trễ nhất. Khó à anh ha. Khó. Và nó ngủ rất là tỉnh. Chỉ cần động nhẹ một cái gì là nó dậy liền. Nó ngủ dậy, nó nhìn xung quanh là đi đâu, còn ai. Vậy lúc mà là hai vợ chồng muốn gần gũi hay là gửi bé bên ngoại hay bên nội hay sao? Hay gửi bé bên ngoại. Cho đi du học. Đi du học ngắn hạn, mai về liền. Nhiều khi hai vợ chồng nói với nhau là có lẽ mình sanh hơi sớm, mình chưa có thời giờ chơi riêng với nhau. Đó thì cũng đúng. Có con á, tự nhiên hai vợ chồng mất cái thời gian cho nhau, riêng tư với nhau. Nhưng mà ngược lại thì cái hạnh phúc của con nó hơn những cái tất cả những gì. Bây giờ hai vợ chồng luôn luôn là chỉ có nghĩ tới con thôi. Cuộc sống của hai đứa là coi như là dẹp qua một bên. Con là trung tâm của vũ trụ. Hồi nãy tới giờ thì chúng ta cũng đã khai thác được rất là nhiều câu chuyện đến từ anh Đức An rồi. Bây giờ sẽ là một gần như gọi là món quà mà chương trình muốn dành tặng cho anh. Xin mời anh hãy nhìn lên màn hình ạ. Mọi người nói là em sẽ làm món quà cho anh hôm nay, cho nên là khi em nói cái gì đó thì dụ dỗ chồng, mày cũng không biết nói cái gì giờ. I love you honey. And mọi người hay hỏi là có cái lúc nào đó mà em xúc động về cái chuyện em sống với anh rồi làm vợ anh, thì em nghĩ rằng là em rất là happy. Xúc động thì có xúc động chứ, em rất xúc động cái chuyện là mình lựa được người chồng mà rất là vừa ý. Để nói những cái những lúc mà mình cãi nhau hay là mình không có hài lòng gì nhau hay là có gì đó không vui chẳng hạn, thì mình đâu có gì đó không vui đâu. Mình gặp nhau 4 năm rồi, 5 năm rồi, chưa cãi nhau lần nào, không có gì không vui hết. Tại vì có cái gì không vui là em sẽ nói ra luôn ngay lúc đó, em không chịu được, em không có giữ được quá 5 phút hay 10 phút gì hết, em luôn nói ra luôn. Cho nên là em quyết cái gì trong lòng mình để bây giờ có thể nhớ lại được hết á. Chồng có một cái xấu, đó là chồng thích chiều hư mọi người xung quanh của chồng. Chồng chiều hư bồ câu nè, chồng chiều hư vợ nè. Rồi nhưng mà it's good, chồng được chiều hư người khác là được rồi.
Bye bye honey. Bye bye, love you. Ủa, vậy là cuối cùng là nên chịu hay là không chịu anh? Hên xui. Nên chịu hay là không chịu? Chị không chịu chốt luôn. Vậy là cuối cùng là phải chịu chỉ hay là không cần chịu? Lấy vợ chè thì phải chịu. À, vậy là cứ chịu đi, cứ chịu vô điều kiện, nghe không? Thảo tương đối là rất là hiểu. Không có đòi hỏi gì nhiều hết. Thảo luôn luôn là chỉ có muốn là gia đình hạnh phúc. Một ngày của Thảo là chỉ có nhìn thấy là tôi chăm sóc con cười giỡn vui, chỉ có vậy là đủ cho Thảo. Thì tôi cũng cảm nhận cái điều đó là có gia đình rất là hạnh phúc. Bây giờ tôi thấy cái cuộc sống của tôi nó đầy ý nghĩa hơn. Tôi không cần gì hết, tôi không cần đi nhậu, tôi không cần đi chơi, mà tôi cũng không có nhu cầu gì cả. Làm sao mà luôn luôn là có vợ bên cạnh, có con bên cạnh. Thích nhất là ban đêm, vợ con lên giường là nằm nói chuyện với nhau, giỡn với nhau, rồi chơi những cái trò chơi với nhau, rồi cuối cùng đi ngủ. Anh có muốn nhắn gửi gì cho chị không? Cái thời gian sống với nhau đó thì có lẽ trong đời của anh á, thì chưa khi nào mà anh cảm thấy nha, cảm nhận thấy được hạnh phúc như cái những thời gian vừa rồi, có vợ có con, gia đình rất là ấm cúng. Bây giờ á, anh mới thấy cái ý nghĩa của cuộc sống là tình yêu và hạnh phúc. Cảm ơn em rất là nhiều. Hôm nay có thưởng, hôm nay có thưởng, thưởng nhưng mà phải thức mới thưởng. Đúng rồi anh, còn ngủ làm sao thưởng? Thì đúng rồi, thường thường là mình phải thưởng thì thức. Là có quà đúng không? Đó. Thưởng thức.